Chào các bạn, mình là Sơn và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cấu trúc hết sức là quan trọng ở trong bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào. Đó là cấu trúc if else. Nếu và thì, nếu như thế này thì làm thế này, nếu mà như thế kia thì làm thế kia, nếu mà trời mưa thì không đi chơi, nếu mà trời nắng thì ở nhà chẳng hạn hay đi chơi chẳng hạn. Đó, cấu trúc này các bạn gặp rất nhiều trong cuộc sống thì ở trong lập trình, ở trong cụ thể là ngôn ngữ Python nó sẽ biểu diễn như thế nào. Ok, thì đầu tiên mình để minh họa là mình sẽ cho một biến a bằng 3. Một biến b bằng bộ 5 đi. Nếu mà a bằng 5, nếu a ví dụ a lớn hơn hơn b đi thì print ra dòng chữ là a lớn hơn b. Còn không thì in ra dòng chữ là print a không lớn hơn hơn b. Ok, đây là một chương trình hết sức là đơn giản và bây giờ mình sẽ chạy nó. Nó chạy là a không lớn hơn b đúng không? A bằng 3, b bằng 5, không lớn hơn b là đúng rồi. Thế bây giờ mình sẽ giả sử một trường hợp là a bằng b thì sao? Thì mình sẽ có một câu lệnh nữa, đó là else if. Thì else if ở trong Python nó viết hơi khác một chút. Đó, else if a bằng b. Print ra a bằng b. Trong Python thì các bạn có thể dùng linh hoạt giữa hai nháy này, nháy kép và nháy đơn, nó cũng rất là ok tùy trường hợp thôi. Nó thì nó sẽ in ra là a bằng b đúng không? Đây là một cái ví dụ hết sức là đơn giản thôi. Thì đây là cấu trúc điều khiển. Thì bây giờ mình sẽ có một cái mảng thì sao? Mình sẽ có một cái array bằng rồi mình sẽ có một cái mảng và bây giờ mình sẽ in ra tất cả những cái số gọi là số chẵn ở trong cái mảng này. Thì mình sẽ duyệt vòng for in array đúng không? Nếu mà i% cho 2 bằng bằng 0, nếu cái này đúng thì print ra i. Ok, bây giờ mình sẽ chạy cái đoạn code này. Đó, thì đây nó sẽ in ra toàn bộ cái số lẻ, là số chẵn ở trong cái mảng này. Mình sẽ thử in ra toàn bộ số lẻ xem sao nhá. Run này. Run module. Đó, thì nó sẽ in ra hai số lẻ trong cái mảng này. Thì đây là if. If dùng rất là nhiều. Chưa? If này, biểu thức điều kiện này và khối lệnh. Thế bây giờ chúng ta sẽ có hai câu lệnh của cái if này thì sao? Print ra y cộng 1 nữa. Y cộng 1. Ok. Thì đơn giản là các bạn enter phát nó xuống dòng thôi, nhớ là phải thẳng hàng nhá. Cái điều này nó rất là quan trọng. Đó, thấy chưa? Đó. Thì đây là cơ bản về gọi là cơ bản về cái cấu trúc lập ở trong ngôn ngữ lập trình Python. Ok, cảm ơn các bạn.